Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống miền biên Canada. Hôm nay thì Thủy xin mời quý vị cùng Thủy đi viếng thác Niagara ở về phía của Canada, và chúng ta bắt đầu đi từ Toronto bằng con đường Queen Elizabeth và chúng ta đi tới Niagara on the Lake. Thác Niagara ở bên Canada hay là ở phía bên Mỹ là một trong những kỳ quan trên thế giới. Quý vị sẽ được thưởng thức sự hùng vĩ và cái vẻ đẹp mạnh mẽ của cái thác này. Nước chảy từ trên nguồn của thác Niagara đi xuống dưới một con sông gọi là sông Niagara, với lượng nước rất là mạnh mẽ và hùng vĩ. Và lượng nước này đã được dùng để chạy nhà máy thủy điện ở Niagara cho dân chúng sử dụng điện lực. Thủy xin kính mời quý vị thưởng lãm. Và nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy, xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video khác. Xin cảm ơn quý vị. Lại mình co luôn, mình đang ngồi chờ mình đi. Bên đây đó là đá, còn bên đây là river.